Chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 tháng đầu năm 2023 thực hiện quy chế phối hợp giữa huyện ủy Lang Chánh và Đảng ủy trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện ban giám hiệu, giảng viên trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện. Sau 5 tháng thực hiện quy chế phối hợp giữa huyện ủy Lang Chánh và Đảng ủy trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam về đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2023, việc triển khai thực hiện giải quyết việc làm đã có một số kết quả nhất định, như trong 5 tháng đầu năm 2023, phòng tuyển sinh chiến lược nhà trường đã phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội huyện Lang Chánh, tư vấn trực tiếp tại 3 cụm xã và tư vấn tại ban chỉ huy quân sự huyện, tư vấn tại các bản, qua điện thoại và qua Gmail. Số người đang học tập tại trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023 là 8 người. Đặc biệt, nhiều lao động của huyện Lang Chánh sau khi học tại trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam đã được giới thiệu vào làm tại các tập đoàn với mức lương từ 20 triệu đồng trở lên. Nhiều lao động đạt từ 30 đến 40 triệu đồng một tháng. Các ý kiến tham luận tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã đánh giá cao kết quả sau khi thực hiện ký kết, cũng như kết quả 5 tháng đầu năm 2023, thực hiện quy chế phối hợp giữa huyện ủy Lang Chánh và Đảng ủy trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam trong thực hiện giải quyết việc làm cho lao động huyện Lang Chánh. Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ngành, các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến với nhân dân và người lao động về nội dung quy chế phối hợp giữa huyện ủy Lang Chánh và Đảng ủy trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam về đào tạo và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2023. Ủy ban nhân dân tiếp tục giao chỉ tiêu cụ thể về tuyển sinh đi học tập và lao động tại nhà trường, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về huyện ủy để kịp thời chỉ đạo thực hiện, tích cực tăng cường trong công tác phối hợp.